9 vừa rồi đã tung ra sự kiện của Apple, đó là iPhone 16 series, và cùng với đó chúng ta sẽ có thêm là Apple Watch thế hệ thứ 10, cùng với đó là AirPods 4. Đây là những thông tin tổng hợp của sự kiện ngày hôm đó. Và chúng ta sẽ cùng đón chào thêm đó là iOS 18 sẽ xuất hiện trên iPhone 16 series năm nay. Và đương nhiên các thiết bị vẫn được cập nhật như là iPhone 15, 14 và thậm chí cả những dòng như là XS Max, X Pro vẫn sẽ được hỗ trợ cập nhật trong bản cập nhật iOS 18 tới này nha. Thì 16 sẽ có hai con chip lớn đó là A18 và A18 Pro. Cùng với đó là với thiết kế ở dòng iPhone 16 sẽ quay trở lại camera đặt trọng thay vì camera đặt chéo như dòng 13, 14 và 15. Và thay đổi tiếp theo đó cũng là điểm nhấn của iPhone 16, đó là nút camera control có thể mình chụp ảnh, quay phim và thậm chí là có thể zoom trực tiếp trên cái thành công cụ ở đây. Tiếp theo đó là Apple Watch Series 10 với nhiều tính năng hấp dẫn hơn, cùng với đó thì ít trâu bò hơn so với những dòng Apple Watch trước đây và sẽ nâng cấp thêm một số tính năng khác. Và đương nhiên là AirPods 4 sẽ nâng cấp chất âm so với dòng AirPods 3 trước đây. Và đương nhiên một điều nữa chúng ta nên lưu ý, đó là AirPods 4 lúc này sẽ cắt những dây sạc Type-C trong hộp và chúng ta mua thêm một cách bảo vệ môi trường rất tốt của những anh Apple. Và đó là tổng hợp những chương trình Apple trong chương trình vừa rồi. Thì anh em nào quan tâm tới iPhone 6 series, Apple Watch series 10, AirPods 4, lấy em phải đón xem nhé.